Em tên gì? Là Nguyễn Thị Lan, năm nay em 22 tuổi. 22 tuổi. À, công việc em là gì? Em là dược sĩ. Rồi, còn em? Dạ, em tên là Nguyễn Thành Minh, năm nay em 38 tuổi. Trời, 38 tuổi? Dạ. Trời đất ơi, nhìn em tưởng em coi như là 21 tuổi rưỡi á, dễ Minh sợ quá. Con gì? Con mùi. Con mùi? Dạ, không phải con dê đó, con mùi. Mọi người nhìn tôi với Minh ai già hơn ta? Wow, bằng nói đi, nói đi. Đừng có sợ Minh buồn. Nói đi, ai già hơn? Ủa, sinh tháng mấy vậy? Tháng 2 không? Trời má ơi, ông lớn hơn tôi 5 tháng đó. Rồi, hai em là quen nhau là như thế nào? À, em quen bà xã là có một dịp bà xã tuyển dụng vào công ty. Thì ban đầu thấy bà xã vô công ty em, bà xã đẹp lắm. Giống như là từ ở ngoài quê mới vô xin việc làm đó. Đẹp mà cái nét đẹp nó... Đẹp quê đó. Dạ đúng rồi, đẹp quê mà nó thanh khiết lắm, mộc mạc. Mộc mạc, chân không chất. Không son phấn, không xe xui gì hết. Nhưng mà vô làm thì là em đã thấy mê ngay từ đầu rồi. Khi em gặp anh này thì em có ấn tượng gì về anh không? Ông xấu lắm, xấu kinh luôn ý. Ông gầy mà năm đó ông mới có 42kg à. À. Mà bây giờ em về em nuôi ổng tăng lên 13-14kg á. Ông mới được vậy á. Vậy á hả? Dạ. Trời ơi, chắc mẹ ông nhôm cỡ nào luôn ta. Ông ốm gầy mà mỏng dính mà tắp tay, ốm tới nữa ông tắp tay sơ sáng lên luôn. Trời, em tả hồi sao tự nhiên nhìn tưởng zombie không à. Cái răng còn 9-6-3-0, cái răng rồi bệnh bệnh hồi xưa mà thời nhỏ mà bị sốt rét mà uống tetracycline á. Cái răng nó bị ấy á. Bị vàng, đó, đó. Bị vàng vàng. Có nhân viên hầm răng là không còn gì nữa. Đây là răng làm lại đó. Đừng nghe răng đấy. Trời ơi, đẹp quá. Là răng làm lại rồi đúng không? Dạ. Rồi sao? Xấu, nhỏ nhỏ chất chất mà cứ như ta đây á. Coi như là như dạ. Ta đây. Nhưng mà lại là cái người phải coi như là em phải chịu phép ông này đúng không? Dạ. Vì ông vô huấn luyện em mà. Ông cũng huấn luyện gì nhiều đâu, ông về quá. Ông về quá, ông cũng tuổi con mùi mà. Ai biểu. Ông ngồi bày, ông cứ để chanh vậy. Ông kêu em gắt chanh lên chanh của ổng. Rồi sao bạo lộ chưa ông? Gắt vậy cho thoải mái. Không, cái đó là mãi sau này anh. Chứ mới đầu thì chắc chưa gắt. Mới được. Đầu là giữ ghẻ đúng không? Dạ, dạ chưa. Mới đầu cũng đâu mấy ngày chứ mấy. Còn có gắt chưa không? Ổng bắt em gắt chanh lên cho thoải mái. Ờ, à, thôi đừng có diễn tả nghe. Rồi sao nữa? Rồi lúc đó có nấu cơm á. Sau rồi em rửa chén á. Ổng cái lời dùng ổng bày vô cách rửa tay. Rồi ổng nắm tay ổng bày vô cách rửa tay vậy. Trời ơi. Mà sao tôi cũng tuổi còn mùi mà sao tôi đâu có dám làm cái chuyện đó đâu. Em làm kiểu khác. Rồi à, sao biết. Em đừng có để chị kể chuyện của em ra đây. Ủa, chân tay cứ phải đụng suốt vậy đó hả? Dạ, cái lúc mới vào công ty á, lúc đó là em còn một tháng nữa mới đúng 18 tuổi. Chồng em mới nói với mấy đứa nhân viên là Lan chưa được 18 tuổi nha, đừng ai đụng tới. Nhưng mà ông đụng. Dạ. Rửa tay. Ý là ông mê mấy người kia không được đụng tới. Đúng rồi. Tới lúc công ty tổ chức sinh nhật cho á, nó nói uống sao lên công ty ngồi sao không biết ông lúc em ngủ ông làm gì em không biết nữa. Sinh nhật đó là tròn 18 tuổi đó. Bây giờ mình nói thiệt đi. Em nhưng có mà... làm gì cổ không? À, bây giờ hỏi em khi em tỉnh dậy thì em thấy đầu tiên là cái cảm giác em như thế nào, rồi xung quanh em thấy cái gì? Người em có mùi lạ và áo em bịt mất một chiếc cúc. Chết! Trời ơi! Trời ơi! Chết rồi Minh ơi! Rồi sao rồi nữa? Sao em? Sao nữa? Hồi hộp quá vậy? Em hoang mang lắm. Cái sao em gọi điện em hỏi anh có làm gì em không? Ổng nói không. Thì bữa em có làm gì mà một cái nút của người ta đâu mất. Dạ, để hỏi cái nút đâu. Cái nút đâu? Dạ cái nút thì cái chuyện cái nút thì em không có biết. Sau này giờ em nói em biết chứ đúng là em cũng có hung bà xã một cái. Dạ thì đó là hết rồi. Người ta bị bung nút mà em không để ý luôn đúng không? Dạ. Em không biết là bung nút luôn. Ông kích động quá ông nút cái nút không? Ông nói xạo. Ông nói xạo đó. Rồi nói đi đó, nói xạo sao? Ông nói xạo chắc chắn ông phải làm cái gì đâu. Chứ người em dậy mùi lắm. Nó dậy mùi. Mà lúc đó khi bà bán nước ở bên công ty á, bà lên bà lạch mấy cái cốc với cái ly mà mình hay kêu cà phê với nước á. Bà thấy ổng hôn em á. Chứ ông á, bà với mách. Không, nhưng mà hỏi thiệt em nè. Khi mà cơ thể em á là dính cái mùi của ổng vậy đó, rồi về tự nhiên em có bị vấn vương không? Có, em lập tức em vô em tắm rồi em chà sạch luôn. Có ghê không? Ghê. Ghê luôn. Vậy rồi sao ghê? Vậy rồi sao mà yêu nhau được ta? Hay vậy? Chắc chắn phải có vấn vương. Thì sau khoảng thời gian sau á, thì tự nhiên bữa đó đột nhiên ngồi nói chuyện á, thì bà xã em mới bộc lộ là tự nhiên mỗi lần mà gần anh á, em cảm thấy có một cái cảm giác nó ấm áp, nó tin tưởng.
cho nên là chắc là xạo không có. Vậy cuối cùng phải nói thật chị chứ xạo sao mà yêu ổng? Yêu ổng là cái vụ mà có một lần ổng cầm 8 triệu đi á, mà ổng bỏ dưới cốp xe mà ổng không nhớ á, cái ông ổng lên lên két sắt ổng tìm không thấy á, cái ông đổ lỗi cho em lấy 8 triệu á. Sao nữa? Ổng họp công ty, họp tất cả nhân viên, giám đốc lại, họp lại để điều tra, nói em lấy 8 triệu. Ủa bà đi, cho gì? Nhưng mà sau một hồi không có ai tin, tại vì ai cũng nói là tính con này nó không phải là tính ăn cắp đâu. Sau một hồi ổng xuống cốp xe, ổng lấy 8 triệu lên. Trời ơi, vậy đó. Rồi sao mà cái sự cố đó xong mà tự nhiên em yêu hoặc là em suy nghĩ sao em vậy? Tức lắm, tức lộn ruột luôn. Sao mà từ cái tức đó mà em chuyển qua yêu được hay quá vậy ta? Tức ức chế, đó là mấy ngày sau mới yêu. Mấy ngày sau mới yêu? Dạ, là mấy tức ngày? Tức ức chế mà muốn được cái ấm ngay chỗ bạn đập trên đầu ông. Ủa tức chồng tức con bé 18 tuổi là đã bị hung nè, đã bị dậy mùi nè bởi vì cha nội này. Dạ. Rồi sao? Gặp ông giám đốc kiểu ông kể về hoàn cảnh của ông này nè, sau nhìn ông cũng thấy tội tội thương thương. Rồi là thương. Dạ. Em nghe về cái hoàn cảnh của anh là như thế nào mà em thương ông? Tại vì ông đổ vỡ một lần á, nên là nhìn ông cũng sầu sầu á, người tội tội. Rồi là thương đó. Dạ. Ừ. Tính em cứ hay thương người thấy tội tội thương thương. Dạ. Là mình thương. Thương mới hốt luôn đó đúng không? Dạ. Rồi em thì em ở nhà với ai? Trước khi quen bà xã thì em nuôi con bé, lúc đó nó còn khoảng 2-3 tuổi thôi. Thì lúc mà quen thì hai cha con cứ đèo nhau xuống cua bà xã này. Con của mình là gái trai? Là con gái. Em có ngại không? Tại vì em là con gái mới lớn nữa. Khi mà quyết định đến với nhau và lâu dài đó thì em có là ngại em cái chuyện cái nghiệp số sao á. Em gặp ổng là cứ thấy thương, mà nhiều lần em bỏ ổng, muốn bỏ ổng mà bỏ không được. Tại vì mỗi lần mà cứ bỏ ổng đi là cứ nghĩ nè, ổng ở nhà rồi người thì gầy nhom, ốm nhách nheo mà không ai chăm sóc, không ai cơm nước, nhìn kiểu gì cũng chết. Kiểu gì cũng chết. Nói là kiểu gì cũng chết. Rồi Lan, anh hỏi thiệt, rồi Lan có chắc có lẽ cũng một phần là bởi vì em thương con bé gái đúng không? Dạ, thương hai cha con nhìn khổ lắm. Trời, hai cha con nheo nhóc nhìn như là chuột nhắt gì đó. Trời ơi, nheo nhóc nhìn như chuột nhắt. Trời ơi, nó dí, ngộ nghĩnh. Hai cha con nheo nhóc như chuột nhắt. Nhìn khổ lắm. Thì đâu. Nhưng mà bây giờ là đỡ hơn rồi đúng không? Dạ. Em có xúc động với cái tình cảm mà Lan dành cho em với con em không? Dạ có, cái thời gian đầu thì em thấy nó đến tự nhiên giống như tình yêu. Nhưng mà thời gian sau này em thấy cái chỗ vợ em cũng vất vả lắm. Cũng cực, cực về nội tâm thôi. Chứ về cuộc sống thì không tới nỗi vất vả. Mà sao lại nội tâm? Dạ tại vì bé thì nó càng ngày nó càng lớn. Nó không có dễ bảo như ngày xưa nữa. Giống như con mình thì mình dạy nó dễ. Nhưng mà đây không phải con mình. Mình thật mình muốn dạy nó thì mình phải hỏi ý kiến chồng, thì đâm ra thì cũng khó. Bây giờ là bé mấy tuổi? Bây giờ bé được 9 tuổi rồi. Rồi như vậy thì em có muốn chia sẻ gì với vợ em trong cái chuyện mà giữa mẹ với lại con riêng của mình hay không? Thì thường thì em chia sẻ với bé trước. Khi mà bé bắt đầu nhận thức thấy nó có một cái việc là đây không phải là mẹ của mình thì em nói với bé trước, có nghĩa là mẹ hàng ngày mẹ nuôi con, mẹ đưa con đi học, mẹ lo cho con cái tập cái áo, mẹ dạy con học, thì đây là mẹ của con. Thì ba nói thì con nghe, thì mẹ nói con không phải nghe. Tại vì những lúc ba không có nhà thì còn có mẹ đó. Thì em chỉ biết chia sẻ trực tiếp với bé. Rồi riêng đối với mẹ thì em cũng nói với vợ em bây giờ là em cứ việc dạy con giống như là con của em đó. Thì như vậy là mọi thứ nó sẽ tự nhiên hơn rất là nhiều. Nhân đây thì em có điều gì muốn nói với vợ mình không? Dạ có chứ. Em muốn chồng em cảm ơn qua hành động cơ. Có nghĩa là hành động trong cuộc sống hàng ngày á. Thì chồng em chứ còn ở lên đây mà nói cảm ơn với ấy thì em cũng không. Bây giờ không phải là nói là cảm ơn, nhưng mà nói những lời gì đặc biệt trong cái ngày hôm nay dành cho vợ mình. Thì anh rất là khâm phục về cái sự hy sinh của em dành cho anh. Tại vì đối với mọi người thì thấy nói chuyện này nó cũng bình thường, nhưng mà hàng ngày mình đối diện với cuộc sống mà thấy em chịu đựng như vậy thì đây là một sự hy sinh rất là lớn của em dành cho anh với cho con anh.
cảm ơn em. Lan nói là cái hành động thực tế là Lan muốn chồng làm cái gì? Em không thích là lên đây là cứ nói cảm ơn màu mè này đâu, mà em muốn là trong cuộc sống hàng ngày chồng em phải biết cái này cái kia. Ví dụ như trong việc dạy con, nhiều khi mà cái đứa mà nó có đủ cha đủ mẹ thì nó khác, mà cái đứa mà nó bị bấp bênh như vậy á thì cái tính nết nó sẽ khác. Nếu như hai vợ chồng mà không đồng lòng về việc dạy con á, thì giống như chồng em kiểu dạy kiểu này, em mà dạy kiểu kia thì nó sẽ tranh lịch, nó ghét bên này mà nó thư tranh bên kia, nó sẽ không hợp. Nên thấy là khi dạy con á, dạy cho nó nghiêm túc, nghiêm chỉnh một xíu. Tức là bây giờ tụi em đang không đồng quan điểm về cái cách dạy con đúng không? Dạ. Cụ thể nó là cái gì? Ví dụ như nó chơi máy tính chẳng hạn, nói nó là ngày hôm nay con chơi quá nhiều rồi thì ngày mai con không được phép chơi nữa. Ừ, nạt như vậy rồi ngày mai vẫn cho con chơi. Hoặc là khi con chơi mà chơi bi á, mà nó chơi còn bi mà cứ rớt xuống giường mà nó bạch trúng con người người ta vậy. Nhiều khi á, chồng cứ kêu không cho chơi bi nữa, chồng lấy hòn bi, mấy hòn bi đi dục thuật rác, xong được có một tí xong kêu con xuống lặt lại bi lại lên chơi. Gọi là dạy mà không có dạy dứt điểm, dạy cho con nó thấy sự nghiêm túc đi á, để cho con nó thấy cái sự nghiêm túc của mình, nghiêm nghị của mình trong lời nói, nó sẽ khâm phục cái lời nói của mình, nó sẽ chấp hành hơn. Nhưng mà em biết không, cái lứa tuổi 9 tuổi đến 12 tuổi là cái lứa tuổi nó gọi là đang dở giảm á, lớn không lớn, nhỏ không nhỏ đó, nó chuẩn bị đến giai đoạn dậy thì á, thì cái tâm sinh lý của nó thay đổi kinh khủng lắm. Đây ngay như con ruột của chị đây, bé Bí Ngô nhà chị là năm nay cháu được 10 tuổi, là nó cũng chướng như vậy đó. Mà chị nói em nè, cái đó là do cái bản năng của nó thúc đẩy đưa đến hành vi, chứ không phải là nó là bản chất. Em hiểu chị không? Nó là mỗi lứa tuổi nó mỗi có một ứng xử và một cái gọi là cái chống lại mọi việc xung quanh nó theo một kiểu khác nhau theo từng giai đoạn. Cho nên chị nói em nè, đây là một cái giai đoạn mà cực kỳ nhạy cảm đối với lứa tuổi đó, nhất là con gái. Con trai thì nó muộn hơn, mà hơn nữa nè, cái tâm lý của con á, nó đang như vậy nè, nó biết nó sắp có em bé và nó biết là cái vị thế của nó ở trong căn nhà sắp bị lung lay. Em hiểu ý chị hiểu không? Chưa? Có nghĩa là trong đầu nó biết đây không phải là mẹ ruột của nó, mà nó biết đây là cha ruột của nó, thì nó nghĩ đây là cái thành trì vững chắc nhất nếu như không có em bé này. Nhưng khi mà nó biết có em bé này ra đời rồi á, thì là chắc chắn là cái thành trì này nó cũng sẽ bị mất. Cho nên bây giờ nó đang muốn chứng tỏ cái sự độc lập của nó ở trong căn nhà của em. Thời điểm này là cái thời điểm mà cha mẹ phải cực kỳ khéo. Đây là như con của chị đây nè, là chị nói anh Tuấn Anh nhà chị là rất rất là nóng tính. Cho nên là chị nói bây giờ anh cứ làm ông bụt đi, còn tất cả mọi thứ là những cái gì mà cần dạy con hay cần la mắng con để cho chị. Em biết không, bây giờ em có la nó cũng vậy, nó không có hiểu đâu. Mình bây giờ chỉ làm nhiệm vụ là nhắc con. Em hình dung không, cái cây nó đang vậy nè, bây giờ em không thể ngắt được cái cành đó đâu, mà em chỉ có tém lại từ từ, từng ngày, từng giai đoạn, để nó đi theo một cái chiều hướng thẳng đi lên. Em hình dung không? Cho nên là ngay lúc này ha, em đừng có làm những cái hành động hoặc là những cái gì mà để cho nó bị sốc. Em cứ từ từ em rỉ rả, em nói, em tâm sự với nó. Nhất là em phải cho nó hiểu được, cho dù có em bé thì con cũng vẫn không thể thiếu được trong lòng của cha, trong lòng của mẹ. Thì nó sẽ thấy trách nhiệm của nó đối với em, nó sẽ thương em. Đó, giống như em cứ nói là con à, sau này mà mẹ sanh á, là mẹ giao hết em cho con, sau này mẹ còn phải đi làm kiếm tiền để nuôi hai chị em. Chị nói ví dụ cứ rỉ rả từng ngày. Em cứ tin chị đi, đến khi mà mình cứ như vậy đến năm nó 14, 15 tuổi, nó định hình rồi, nó sẽ thành một cô thiếu nữ mà nó nhận thức được hết. Tại chị đã nuôi hai đứa gái rồi, chị biết mà. Đó, Xí Ngầu với Bí Ngô thì hai cái tuổi đó nó y như vậy, nó lặp lại một chu kỳ, một quy trình luôn. Dạ, chị Vân nói đúng. Về cách đây một tuần đó, hai vợ chồng em có chơi cái trò là nói thật. Thì lúc mà em chơi với bé á, có nghĩa là nếu mà tung đồng xu mà có số thì ba phải nói thật cho con nghe, mà nếu mà tung đồng xu mà có chữ á, thì con phải nói thật cho ba nghe. Thì khi tung đồng xu mà lúc mà con phải nói thật á, thì bé nói giống như chị Hồng Vân nói, nghĩa là nếu mà có em bé rồi thì ba mẹ còn quan tâm tới con hay không đó. Mà em nghĩ là chắc nếu mà em không chơi trò chơi đó thì em không biết là nó nghĩ như vậy. Thì bây giờ chị cũng thấy như vậy nè, em cũng sắp sửa đến ngày sanh rồi. Khi mà em đi sanh á thì nó sẽ nhiều những cái việc nó không phải giống như bây giờ mình ngồi đây mình không tưởng tượng nó được đâu. Mệt cả về thể xác lẫn tiền bạc lẫn tinh thần, nói chung mệt về tất cả mọi thứ, thì mình càng dễ cọc cằn nữa cơ. Rồi những cái lúc đó chị nói em nè, em lo cho vợ sanh rồi nhiều khi em quên con bé đi. Em hiểu không? Cái đó nó rất là nguy hiểm. Thành ra như vậy nè, mẹ Lan sanh ha, đi đâu cũng vậy, em cứ nên cho nó
đi theo. Và ví dụ như lúc em cần phải đi mua đi bán gì, cứ để cho nó ngồi kế bên mẹ nó. Em nhờ nó, em nhờ từ cái nhỏ tới cái lớn. Ừ con ơi mẹ mệt quá, lấy cho mẹ viên thuốc nè, hay là lấy cho mẹ ly nước nè, hay là con ngó em giùm mẹ, mẹ đi vô nhà vệ sinh một chút, ví dụ vậy. Đừng có để nó lơi ra. Phải kéo nó vào cái công việc đó. Đó nha em. Nó vào nó làm cho nó đúng, đúng, ý thức. Chứ đừng có nghĩ là ồ thôi mình gửi nó đi để cho nó, cho cháu khỏe để mình lo cho vợ. Đừng 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 bao giờ như vậy. Kéo nó vào hơi cực một chút, nhưng mà nó sẽ thấy sự cần thiết của nó từ lúc đầu. Em hiểu không Minh? Đó nha. Rồi. Rồi thôi thì chúc cho hai mẹ con mẹ tròn con vuông nghe. Và cuộc sống coi như là tất cả là chung với nhau hết. Nghe và luôn luôn vui vẻ, đầy đủ sức khỏe và hạnh phúc nha.